Rồi, chào mọi người nha. Lên mã số 1. Cái này là một cái xe mô hình rất là chất lượng ha, mà nó do vận chuyển nên nó bị lỗi một xíu. Em hành lý lỗ, xả lỗ cho mọi người nè. Bác nào mà rành làm cái đồ mô hình nhỏ nhỏ này nè, có thể hàn đồ lại được á, thì lấy cái con này. Xả lỗ nha mọi người. Cái này là cái con một chiếc xe đây. Nó sẽ ráp vô như vậy ha, nó có cây cốt để mình có thể quẹo qua quẹo lại được nè. Xe mô hình nó rất là nặng. Nó bằng kim loại nha. Nó bằng kim loại, em cũng không biết nó đúc bằng cái gì nữa. Nè. Bằng gan bằng gì không biết nữa. Mà nó mạ lên rồi nó mạ lên ha, rất là đẹp. Mà bóng bóng nè. À, đây là cái cổ nó mình có thể gáp lại nha. Cái cổ nó mình gáp lại bình thường nha. Nè, nó có cốt. À, nó có cốt nha mọi người. Nè. Mình gáp lại nó như vậy. Đó. À, có thể vẽ lái qua lại. Gáp lại nó như vậy. Mình đóng nó lại, nó cứng lại. Rồi, nó bị lỗi là nó lỗi nhẹ hai cái phần này. Nè, nó gãy hai cái nhỏ xíu nè mọi người. Một cái xi nhan với là cái chân trống ha. Đó. Đây cái xi nhan sau ha. Nè, và cái chân trống nè, gãy một bên. Đó. Nguyên bản nó thì nó sẽ đứng như vậy nè, đó, nó có chân trống thì nó để đứng lên vậy. Mình hãy chỉnh cái cổ qua rất là đẹp luôn. Nó là một chiếc Kawasaki ha, Kawasaki 650 đây. Kawasaki 650 dòng Lexus cổ điển. Đó. Quá đẹp luôn ha, cái con này nó quá đẹp luôn á, mà do vận chuyển nên nó gãy thôi. Thì đó, bác nào cái này là phần gáp mình phải tháo ra ha, tháo ra nó như vậy. Cái xi nhan trước là nó còn nguyên zin ha, nó không có bị gãy. Đó. Nó chỉ gãy nhẹ một cái xi nhan sau đây. À, bác nào chuyên làm cái mô hình này biết hàng cái này đó, hàng lại cái ha. Hoặc là mọi người trưng bày tủ kính thì cứ lấy keo 502 dán lại cũng được ha, dán lại là chân thôi. Đây cái chân trống nè, cái chân trống thì nó sẽ nằm như vậy nè. Đây nó nằm như vậy. Đây nó nằm như vậy nha mọi người nè. Chân trống nè, nó đúng hai bên ha. Cái bên này để mình bend lên nè, nó dài ra hơn. Nó bằng kim loại đúc, rất là nặng luôn. Thì cái con này á, xả lỗ cho mọi người, giá là 300 ngàn nè. Mã số 1 nha. Đó. Mã số 1 300 ngàn. Và chắc chắn là em ship thì nó sẽ bảo đảm an toàn, không có bị gãy nữa ha. Cho mọi người bọc rất là kỹ. Rồi. Rồi đem đo cái kích thước cho mọi người biết ha. Nè. Thì nó tổng chiều dài nó khoảng đây. Cái xe mô hình này thì tổng chiều dài nó khoảng gần 15 cm nè ha. Khá là bự đó. Chiều cao xe nè. 7.5. Và số 2. Mã số 2 là một cái ống dòm của Kenco ha. Dòng này có thể zoom được mọi người. Kenco đây. Dòng này thì có thể zoom được, mọi người có thể zoom từ 70x nè. Zoom được từ tối đa là 70x. 15 đến 70x ha. Đó. 15 đến 70x ha. Kính còn trong không có chày. Nhìn ok.
Cái này là mình lấy nét nè. Đó, khi mà nhìn mình lấy nét. Còn này mình zoom ha. Nhưng cái chế độ 70 á thì mọi người zoom thì nó rất là xa rồi, nhưng mà mình cầm á nó sẽ rung nha. Tại vì bắt buộc tiêu cự nó xa thì nó rung, máy chụp hình cũng vậy ha. Nào cũng vậy, ống nhòm cũng vậy. Đó, nên zoom căn bản mình cầm tay thì 15 ít là nhìn rất là ok. Nếu cao hơn thì mấy bác phải một là cố định nó trên cái tripod ha, thì nó ổn hơn. Còn xa quá, này gọi là xa quá luôn, 70x. Cái ống nhòm bình thường dạng cơ bản thì nó tầm 10x thôi. Còn này 15 đến 70x thì rất là xa. Này ống kính đó mọi người. Ống kính thì nó cũng trong, nó dơ thì mọi người lau lại nha. Bên trong thì nó cũng hơi dơ dơ tí nè, nhưng vẫn nhìn còn nhìn ok nha. Này kính trước thì nó trong đẹp. Có dây đeo luôn. Cái đây điều chỉnh mắt cận nè mọi người, chứ không trừ cộng trừ nè. À, thì đó mình không có điều chỉnh mắt bình thường thì mình cứ gì nó trừ rồi nhìn nó ok. Đó. Cận đồ mình điều chỉnh đó. Kích thước cái ống nhòm này là 12 nè. Bề ngang nó là khoảng 9 cm. Rất là nhỏ gọn nha. Con này 650 nha, mã số 17, mã số 2 nha mọi người. 650. Mã số 3. Em về một cái túi của Wenger ha. Đây. Wenger thì em chơi hàng chính hãng nha, không có chơi Wenger nhái nha mọi người. Chung hàng chính hãng thì nhìn nó rất là dày dặn nha, dày dặn chắc chắn, nó không có mỏng manh. Mọi người cứ cầm lên là biết, những cái túi, những cái ba lô mà cầm lên nó mỏng te thì nó là không thể nào mà nó xịn được. Đây là một cái túi này dạng là mình có thể thao tác nhanh, mình để điện thoại đồ ha, đeo thắt lưng. Cái dây đeo này là nó phụ thôi, mình có thể gỡ ra nha. Nè. Cái dây đeo nó rất là nhỏ gọn mọi người. Đó, mình gỡ ra nó như vậy ha. Đó là chính, cái chính nó là cái túi đeo thắt lưng nha. Nè. Mình xỏ qua lưng quần. Mình đeo, mình có thể đeo điện thoại đồ trong đây được nha. Điện thoại đồ nó thoải mái nha mọi người nè. Cái điện thoại đồ thoải mái nha, iPhone bỏ vô được nè. Đó. Thì nó cũng khá là rộng á. À, nó bung cái đáy ra thì nó cũng khá là rộng nha. Thằng này có chống nước nhẹ nha, nó thiết kế mấy cái chất liệu là chống nước nè. Đây, lớp này chống nước thấy chưa? Trong là nó lắp bằng BU ha. Đó. Là chống nước nhẹ đây, lớp nguyên mặt BU luôn nè. Nó có hai ngăn nè, một ngăn nhỏ ở trong nữa nha. Wenger ha, Wenger là cái hãng của Thụy Sĩ, công ty chính đó nè, nó sản xuất thì ở China nha. Nhưng mà là hàng chính hãng, không phải hàng cho nổi mấy hàng mỏng manh mấy bác. Bây giờ nó nhái rất là nhiều. Còn cái móc đây em không biết làm cái gì. Có cái móc nhỏ đây nè. Chúc mọi người nếu mà có móc khóa mình có thể móc thêm vô nha. Ở đây phía trước nó còn một cái túi nhỏ nữa nè. Đây nó còn một cái ngăn nữa. Cái ngăn này cũng khá là bự đó. Cũng có thể bỏ đồ được nhiều nè. Nhìn cái túi nhỏ như vậy rất là nhỏ gọn, nhưng mà mình có thể đựng khá là nhiều đồ ha. Nè. Đó. Khi mà nó bung mập ra thì nó cũng dày đó. Đây. Mập ra cái đáy nó khoảng 6 cm đó nha. Đựng rất là nhiều đồ. Đó, đeo vô thắt lưng thì nó rất là gọn luôn, khi mà nó đẹp, nó bẹp lại nè.
bẹp lại thì nó gọn lắm, 3 cm thôi nè. Cái kích thước này thì nó khoảng 16 nè. Này em đo tương ứng thôi nha, chứ nó không có chính xác lắm đâu. 14 nè. Đây là cái dây đeo, mình có thể đeo ha. Đó, đeo chéo, đeo ngang gì đó. Đây nó có cái vòng không biết làm gì. Dây đeo zin của nó ha. Nè, chắc lắm nha, dây nhỏ vậy chứ mọi người coi nó cái đường may của nó nè. Không phải nhỏ mà nó dễ đứt rồi đây. Nó may rất là kỹ. Còn dây này thì chắc lắm. Dây này tải có thể 100 kg. Mà cái dây này có thể là dây sinh tồn luôn mọi người. Bác mà đi đi trekking đồ thì những cái cọng dây này rất là quý hiếm mà. Đó. Có lúc sẽ cần đến nó. Nè, rất là dài. Nó thiết kế có mục đích là để mình có thể làm dây sinh tồn đó. Nè. Rất là dài mà nó dễ, nó mỏng manh mình dễ hơi cột buộc đồ ha. Đây cọng dây này nó dài tới 2 viên gạch mà gấp đôi là 2 viên là 80 rồi, 1m6 nha mọi người. Cái này dài ra 1m6 nha. Này, cái móc nó nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi, cái túi Wenger này 550 ngàn nè, cho bác nào thích sưu tầm. Mã số 3, 550. Số 4. Nam còn một cái cây cây sáo của Yamaha nè mọi người. Bác nào bữa chưa mua cây sáo nè thì đây có cây sáo của Yamaha ha, của Saban nè. Đây, Made in Japan. Cây sáo này thì nó có một lỗ dưới nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lỗ ha. Và 11 lỗ luôn, lỗ dưới đuôi nữa. Chính hãng Yamaha thì em không có biết hỏi đâu, nhưng em hỏi thử cho mọi người nghe cái âm nó thôi. Đó. Nó âm hỏi nhẹ, hỏi lớn thì nó to lắm. Chiều dài nó thì này nó được 32 cm ha, rất là gọn. Cái này có thể tháo ra từng khúc luôn mọi người. Đó là 3 khúc luôn nè. Đó, để mình gọi là vệ sinh hay gì đó cũng được. Lắp lại. Còn rất là mới đẹp nữa. 350 ngàn. Mã số 4 nè. Cây sáo của Yamaha. Năm sáu là em có 2 cái lo của Sony nha. Này. Cái lo của Sony 2 cái nó y chang nhau một kiểu thôi, mà nó 2 màu ha. Thằng Sony này thì nó chuyên gia rồi, nó làm rất là màu mè. Một cái mẫu này là rất là nhiều màu luôn, 7 màu luôn á. Thì nó có trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, tím đó. Thì nó là lo Bluetooth của Sony ha, Sony SRS BTV5. Hoạt động ok, nó xài pin còn rất là cầm tốt. Nói về pin thì thằng Sony thì đứng đầu rồi ha, Sony Panasonic thì pin nó rất là tốt. Nên những cái thiết bị xài của nó thì mọi người mà về pin thì mọi người rất là an tâm, xài ok. Hai con này rất là đẹp luôn nha. Màu thì rất là đẹp luôn rồi. Màu độc lạ luôn. Hai con y chang nhau nha. Về cách hoạt động thì em có giới thiệu nhiều trong cái clip rồi. Nó cũng đơn giản lắm mọi người. Thì ở đây là cái cổng sạc lại nha. Nè, cổng sạc thì mọi người xài cái cổng của cái điện thoại á.
cổng 5V điện thoại ha. Còn đây là cổng out in, audio in ha, là cái audio, cái âm thanh mình có thể truyền qua 3.5 từ cái điện thoại qua cái loa này, cũng xài dây ha, bình thường thì xài cái cổng này. Còn đây nó có NFC nữa nha, điện thoại có cái NFC, cứ chạm vô nó là nó kết nối luôn cho nó nhanh. Còn kết nối bình thường thì cứ vô Bluetooth thì mình bấm đây, giờ đang tắt nè, thì mình bấm qua một cái là nó cháy nguồn ha, cái này là nó lên nguồn. Và trường hợp có kết nối rồi á thì nó sẽ đứng đèn nè, không có kết nối thử rồi là đứng đèn nè, nó đứng. Rồi kết nối lần đầu á thì mọi người chú ý cái lần đầu nè, mình tắt đi. Không, tắt là mọi người tắt dây nè, 1-2 giây là tắt ha, chứ không phải gạt chữa up. Rồi giờ kết nối lần đầu mọi người chú ý cái này nè, thì nhấn qua giữ luôn, giữ 5 giây, nó kêu bíp bíp, vậy là nó bắt đầu trong Bluetooth của mình, cứ vô bấm vô là kết nối nha, nó sẽ hiện trong phần cài đặt Bluetooth nha. Muốn tắt thì cứ 2 giây đó, còn kết nối lần đầu thì 5 giây, mọi người chú ý hai cái đó thôi. Rồi bật NFC thì cứ gạt qua đây đó, đây là bật NFC nè, điện thoại có NFC chạm lên nó là nó kết nối luôn, khỏi cần bấm cái kia rắc rối đó, khá là dễ dàng xài ha. Rồi đây là volume cộng nè, này nghe điện thoại ha, có mic đàm thoại luôn nha, con này để bàn rất là tiện dụng luôn. Hai con bằng giá 750.000 nha mọi người, mã số 5. Con này cũng y vậy ha, bật nguồn thì tắt nguồn 2 giây, bật nguồn cũng 2 giây. Rồi kết nối lần đầu 5 giây, ok ha. Thì hai con bằng giá 750.000 một con nha mọi người. Nó có đường kính là rất là nhỏ gọn, khoảng 6.5 cm ha, trong lòng bàn tay nè. Nhưng âm thanh thì ngoài sức mong đợi nha, rất là hay, và nó to hơn là cái tưởng tượng của mình. Nó nhỏ nhưng mà âm thanh nó ra rất là to. Ở trên YouTube thì em không có cái test cái nhạc nha, mọi người có thể vô Zalo của em. Rồi mã 5 và mã 6 nè, 5 6. Mã 7 em về một con kìm rive nha mọi người. Một con rút rive nè, cái này là cái chìa khóa của nó. Khóa zin của nó nè. Để mình mở mấy cái này nè mọi người. Đó. À, mở hai đầu. Còn cái này cái gì em không biết, nó có ngạnh à. Nhớ để nảy mấy cái con rv, nảy nó bị kẹt ra, bị gì rồi nảy ra. Rồi cái này thì hoạt động thì hoàn hảo luôn. Ngon, dòng này nó bóp cũng khá là nhẹ nhàng. Để em lấy cái con rv thử cho mọi người coi. Ở đây em xài cái con RV inox không mọi người nè. Em xài cái con inox của Nhật ha. Thì nó rất là cứng. Đây nè, con inox. Con inox của Nhật thì nó rất là cứng. Em lấy cái con inox em test. Nó không phải như mấy con nhôm của mình đâu, nó cứng lắm. Nóc ha. Cái này là để nó khóa là mọi người. Cái nó bấm ở trên đây nè. Đây nè. Nó khóa cái GV lại ha. Rồi. Bấm đây là nó khóa luôn. Mở ra là mình xài.
Con này đang rút là đầu 4 chấm ha, 4.4 ly nè, về 4 ly nè, nó có các cỡ đây, 2.4 nè, nhỏ nè, em từ 3.2 nè, 4.4.8 ha, rất là thông dụng, mấy kiểu cỡ thông dụng. Rồi. Đây. Rồi, nhả ra nè ha, nó nhẹ nhàng. Đây là cái GV inox nó bấm được. À, khi mà vô phôi thì nó sẽ bấm nó nhẹ hơn, nó nhanh hơn. Con này nó chưa có phôi nó cũng hết lên luôn rồi. Đầu rất là đẹp nha, đó, đầu bấm tròn vo luôn. Không có bị méo gì nha. Còn đây là cái răng nó ngậm vô cái cây nóc nè, GV nóc nè, đó. Rất là bén nha. Cái con GV Nhật thì bác xài rất là an tâm ha. Đó là của Nhật Henry V Saban ha. Rồi 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm thì nó rút được. Con này ngoại hình còn ok, rất là đẹp. Đó. À, đẹp, chữ tem đồ còn hết ha. Kích thước của nó là 26 cm nè. Con này 400.000 nha mọi người ha. 400.000 bao ship chuyển khoản nha mọi người. Đang có về cặp kẹp hàng với lại kẹp mát nè mọi người ha. À, chập kẹp hàng kẹp mát. Đây là cây kẹp mát ha, cũng hàng Sanritsu Made in Japan hết nha mọi người. Đây. Mới chưa sử dụng luôn nha. Mới chưa sử dụng, hàng này lưu kho tổng kho. Săn được rất là đẹp nha. Đây. Đây nè, nó bằng hao nè mà nó mới chát luôn. Rất là đẹp, người sưu tầm chân kệ hoặc là sử dụng cũng ok. Nó là của Sanritsu nha, Sanritsu Made in Japan nha. Đầy đủ ốc để mình vô vặn vô nha, vặn đây nè để mình vô dây cáp luôn. Cái này là kẹp mát, đó là có size 22 cm nha, 600.000, mã số 8 cây kẹp mát. Mã 9 là cây kẹp hàng. Đây, kẹp cái que hàng ha. Thì con này cũng dòng cao nha, dòng này 500 ampere nha mọi người, của Sanritsu ha, hàng hiệu, hàng hiệu thì bác chuộng cái hiệu này đó, Sanritsu Made in Japan. Mới nguyên chưa sử dụng nha. Đây thì bên trong nó là hao nè, đỏ chót luôn, kẹp rất là nặng tay nha. À, dòng 500 này thì kẹp nó rất là nặng tay, cầm cũng nặng nữa, nó dày dặn. Đây là có ba con ốc zin của nó nè, mình có thể gắn trong đây nè, sau này cho ba con đó sơ cua chứ. Thì trong đây em nhớ là hai con nè. À, mở thử cho bác coi coi. À, ba con ở dòng 500 này nó là ba con mọi người. Vậy em lộn với dòng 300, nó là hai con ha. Đó. Ba con ốc nha. Người gắn vô đây nè. Làm rất là kỹ ha, dòng này tới ba con ốc. Rất là dày luôn. Gắn vô rồi mình lắp lại vậy. Xiết con ốc này lại là ốc này xiết nhẹ ha, tại vì nó là cái vỏ ha, mình xiết nhẹ ha. Không cần cứng. Đó, nhẹ là được. Cái vàng 500 ampere này nó có chiều dài là 25 cm nha, 700.000 nha mọi người, mã số 9, Sanritsu 500 ampere, mã 9.
Rồi tiếp theo là mã 10 10. Đây, cái này là em kèm theo khi mà bác mua cái này nhé, cái bộ đông ha, bộ đông mà mua cái ấm này. Mã 10 là hai cái hũ nha mọi người, hai cái hũ này là hũ của Nhật, made in Japan nè, hũ đựng của Nhật. Cái này thì nó rất là hay mọi người, ở trong nhà, đồ trong nhà, trong bếp mọi người đựng, có thể đựng đường được nè, nó rất là kín, đựng như vậy là đóng xuống là không bao giờ con kiến nào mà nó vô được hết ha. À, kín hơi luôn á, chứ không phải nói tới con kiến, hơi nó kín luôn, kín hơi luôn nha, kín hơi 100% luôn á. À, đóng xuống y như là cái bình giữ nhiệt, nó kín là luôn, nó khô hón của mình. Mình có thể đựng, nói chung là đựng mấy đồ ở trong nhà bếp, hoặc là mấy hạt ngũ cốc này kia đồ ha, mấy đồ khô á đựng vô nó ok lắm. Đó là cái khóa nè, đó, cái khóa nhanh, mở rất là nhanh và đóng rất là chặt nè, đóng rất là chặt, mở rất là nhanh. Đó là cái bình gốm ha, bình gốm bằng gốm của Nhật, đóng thì chặt, mở thì rất là nhanh nè. Ở đây nó có một cặp, thì một cái lớn cái nhỏ nè, 13 cm cái lớn nè, đường kính nó được 10, cái nhỏ đường kính 8, cao 8. Này em bán một cặp này 400.000 nha mọi người, mã số 10 là hai cái nè. Đó, bán cặp 400.000 của Japan nha. Đó, này là đều của Nhật. Mở 11 12, này là một hai cái ấm này ha, em về hai cái ấm này rất là đẹp, đẹp như mới. Cái ấm này cũng có xài rồi nhưng mà còn rất là đẹp nha, tại vì nó bằng thủy tinh nha, nó bằng thủy tinh và cái vỏ bên ngoài là nhựa chịu nhiệt, và nó sản xuất là ở Phần Lan nha, con này sản xuất Phần Lan, made in Poland. Cái con ấm lớn này là sản xuất Phần Lan. Ấm này thì nó kiểu là châu Âu ha, kiểu châu Âu, kiểu Nhật, thì mọi người có thể xài là lược cà phê. Lược cà phê là cái kiểu lược bên Pháp rồi đó, nó lược cái kiểu này ha. À, đó, bỏ cà phê vô, chén sôi, đóng lại thì nó sẽ lọc lên. Còn không về mình thì mình có thể thường xài là lọc trà nha mọi người ha, pha trà đó. Mấy bác cho trà vô đây, rồi đóng này xuống, chế nước sôi xuống ha, cho trà vô, chế nước sôi xuống, chế sôi lên rồi cái mình đẩy cái này xuống, ép xuống. Đó, ép cái cặn nó nằm bên dưới ha, rồi mình rót ra ha, mình uống. Trên nắp thì nó có cái lược này. Thì nguyên bản nó là pha trà hoặc pha cà phê hoặc là pha trà nha mọi người. À, bác muốn pha trà cà phê gì cũng được. Này nó có Phần Lan. Cái size này thì size rất là to nè, phù hợp với bác pha trà hơn nè. Cái size này thì nó hiếm hơn, còn cái size này thì nó thông dụng nhiều hơn nè. Cái size này thì nó cũng ít gặp hơn nè. Cái size này size to. Nói chung cái dung tích giờ nó không có để trên đây thì em cũng không biết nó bao nhiêu nữa, nhưng mà nó nhìn rất là to nha, nó rất là to. Cái này nó khoảng hơn 1 lít. À, còn cái này nè, cái này là khoảng cái này là nó khoảng hơn cái lon coca xíu nè. Thì cái này nó khoảng rơi vào tầm khoảng 400 ml ha, cái này nè. Còn cái này cả lít hơn á. Cái bộ lớn này thì nó có kích thước nè, khoảng 19 cm nha. Đường kính cái đáy này thì nó khoảng 11.
chính hãng. Hãng này, cái hãng này thì khá là nổi tiếng đây, cái hãng này mọi người coi nè, sản xuất ở Phần Lan nha. Thì cái bộ này em có tặng cho mọi người cái đồ đông này luôn, cái đồ đông nè, để đông trà cà phê luôn nè, cái cúp, bộ cúp đông đó. Bộ cúp đông nha. Một bộ duy nhất, mã số 11, 650.000 mọi người, bao phí ship luôn, chuyển khoản nha. Mã 12 là cái ấm nhỏ nè, cái ấm này hiểu bác cũng lược cà phê được nha, lược trà cũng được, ngồi uống một mình nữa. Thì trà thì bác châm vô rồi cái đổ sôi rồi đợi tí thì nó ra rồi mình rót ra thôi. Cái ấm này là hãng Eki ha, Eki này hãng của Thụy Điển, Sweden, Sweden Thụy Điển nha. Nó sản xuất thì ở đây, made in gì, Kazetru Reo gì, Republic, cái chữ gì khó đọc quá nhưng mà nó là một cái nước ở châu Âu á, là Thụy Điển nè, của Thụy Điển. Trong mấy cái hàng này, một là châu Âu, hai là của Nhật. Của Nhật thì nhìn nó có nhiều kim loại ha, nó dạng nó bọc đáy đồ bằng kim loại luôn ha. Còn châu Âu này thì hết kiểu màu đen nhựa này. Ở trong thì bằng inox hết nha mọi người. Ở trong thì mọi người yên tâm, nó là chơi là phải inox. Không có chơi hàng dạng tàu đâu. Đây, nó bằng inox nha. Nên nó không có bị xét đâu. Nè, cái lưới này nó cũng bằng inox nữa ha. Còn ở dưới này là bằng thép không gỉ. Đó. Cái lưới là bằng inox nè, cái lưới lọc nè, cái tay này bằng inox nè. Đây nó có mũi tên nè, nó chỉ mình là cái hướng nào để rót ra nè. Thì cái size này nhỏ, mọi người có thể lược cà phê đồ nó thông dụng hơn nè. Lược cà phê đồ ở nhà mình uống. Lược cà phê là kiểu Pháp nè, em không biết uống nó ra sao nhưng mà nó là cái ấm lược cà phê đó ha. Và pha trà. Rồi. Kích thước của nó đây, 15 cm. Đường kính cái đáy này nó khoảng 9, mà đường kính ở trong miệng thì nó khoảng 8 thôi. Thủy tinh. Rồi, mã số 12 này 450.000 mọi người. Ấm nhỏ nè. Xin lỗi nha, cái này mã 12 nè, cái này mã 13 chứ. Còn một món nữa mã 13, vi lộn. Rồi, cái thùng này mã 13 nha. Thì đây là một cái thùng chiên cho bác nào đi dã ngoại hay đi dã ngoại mà có cái này, cái xe ô tô bỏ lên nó ok. Mắc cái da băng nha, hàng của Nhật. Như mới đẹp. Đây là nó có dạng một cái tủ giống như là cái tủ lạnh vậy đó. Nhưng mà nó không có xài điện ha, nó không có xài điện. Đây. Có quai đeo, có quai sách ha. Nội địa của Nhật, Made in Japan. Rất là trứng cứng, cứng cáp. Ở đây á, nó có cái khóa lại nha, nó làm kiểu cái nắp nè, khóa lại đây, là đây là khóa nè. Nè, mình mở không có ra nha, mình muốn mở khóa open nè, gạt lên này, gạt xuống là lock nè, đúng rồi đó.
Thì bên trong nó là nó có mấy cái ngăn này giống như cái tủ lạnh, mình có thể để chai nước nè, để chai nước, để trứng gà ha. Đó, bên trong là để nước ngọt đồ các kiểu ha. Có cái ngăn để rau đồ ha, rau cho nó xanh nó mát. Này gọi là hùng làm mát, nó giữ nhiệt, cách nhiệt cho mình. Ở đây là có cái khay nè ha, khay trang tủ lạnh luôn, mà nó không có dùng điện nha, tại vì này để đi dã ngoại trong ngày á, mình muốn giữ cái đồ nó mát thì bỏ vô đây nè, rồi bỏ đá đồ vô, bỏ nước đá vô nó sẽ giữ. Nó tương tự cái hùng đá thôi, nhưng mà nó thiết kế cái kiểu này là để cho mình để nó tiện dụng ha, để trứng gà đồ nó riêng, để rau đồ ha. Đó, làm cửa đóng rồi rất là đẹp, lóc nè, mở nè. Rồi tổng cái kích thước bên ngoài nó thì khoảng 37 nè, 37 ngang được 28 nè, vuông 28 nè, 37, 28, 28. Đây, có thiết kế là chất cao su ABS ha, ABS chịu nhiệt, chịu nhiệt từ âm 20, 110 độ C đến âm 20 độ C ha. Dung tích của cái hùng này nè là 14 lít nha mọi người, nó có để dung tích 14 lít ha, mất yên cho băng. Hàng Nhật thì mọi người biết cái cao su nó rất là an toàn, mọi người xài thì thoải mái và nó bền, an toàn và bền ha, là cái tiêu chí hàng đầu của mấy cái món đồ Nhật. Đây là mã 13, 1.550.000 nha mọi người, bao ship chuyển khoản luôn. Rồi, em kết thúc video.